18. Hello chào các bạn, mình là Jay đây và đây là sinh nhật 18 tuổi của mình ở Việt Nam. Và hôm nay mình đã mở thư các bạn gửi, đi làm thủ công, ăn buffet ở Makeup và biến hình và tổ chức tiệc sinh nhật cho 40 bạn của mình. Mở quà, đồ đáng ghét và quẩy phố nửa đêm. Đi từ huyền. Sợ quá. Ok vào thôi nào. Hello các bạn, bây giờ đang là 11:34 và mình đang quá buồn ngủ nên thôi đi uống trước đây. 18 tuổi. Ok, mình đang 18 tuổi, 30 phút nữa nhưng bây giờ 18 tuổi ngủ được rồi phải không? Ok, bây giờ uống đây. Good night. Và mình đã 18 tuổi, quá là già nha. Bây giờ là 5:30. 18 tuổi dài. 18 tuổi. Mình 18 tuổi rồi, không phải nữa. 18 tuổi. Và mình đã nhận được kiểu như là quá trời những cái lời chúc sinh nhật từ mọi người. Sao các bạn thức dậy sớm nhờ, các bạn còn nhắn tin mình lúc 4 giờ sáng luôn. Mình cảm giác đặc biệt. Trẻ như hôm nay mình già thiệt á các bạn, 18 tuổi. Mình là người lớn. Và mình đã ráng phản hồi hơn. Mọi người dễ thương quá, mình muốn nhắn tin hết. Mình không có nhận được hết, cái tay mình nó mỏi. Cảm ơn các bạn. Và sáng sinh nhật nên mình đã ăn cái cereal màu mè tiếp, giống 2 năm trước. Thôi là ý á, mỗi năm mình lại đăng một cái video sinh nhật. Từ năm mình 5 tuổi. Wow. Các bạn thì mình làm tới năm mình 60 tuổi không? Không biết rồi nha. Hello các bạn, thì bây giờ mình sẽ mở các quà sinh nhật của mình. Tiếp tục mở thư sinh nhật. Đợi khoan. Để mình đeo cái này vào nè bà trời ơi. Sến mạch bạo. Có hơi bị nhiều luôn các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cái truyền thống này chỉ là năm nào mình cũng làm hết. Nên nhất định năm nay mình phải làm tiếp. Mình sẽ không có dừng truyền thống này. Tới 50 tuổi luôn. Hứa nha. Thì đầu tiên mình sẽ mở quà Disney tặng cho mình. Disney thiệt luôn, mình không có gửi Disney thiệt. Disney. Thank you. Oh my gosh, nhìn dễ thương quá à. Và có hai cái áo. Hộp này hơi bị nhiều đồ luôn á. Hả? Chú Đạt Vĩnh Hưng sầu riêng dám hỏi. Mấy bạn này buồn cười dữ vậy? Trời đất ơi. Gửi quà gì mà ngố dữ luôn á. Mình kiểu là quá là bó tay. Kiểu như là có chai coca nữa. Tiếp theo. Thêm cái bánh sinh nhật nữa. Ngầu. Cầm slime nữa. Và cái sách tôi thích một mình nhưng ghét cô đơn. Không hiểu. Ok. Tiếp theo thì. Thank you bạn. Hình như bơ chuối tự móc luôn á. Và trong đây thì có hai cái thiệp. Bạn ấy tự làm nè. Happy birthday. Cái mắt mình đã bị chói. Dễ thương quá. Cảm ơn bạn cho cái móc khóa. Dép chuối. Và mình sẽ dán cái này lên cross của mình. Viết quá trời nhiều. Và có cái bơ này để mình kiểm tóc. Và có cái bóp nữa. Và cái này thì bạn ấy in và ghép khắc hình cùng với nhau. Cảm ơn bạn. Và mấy cái này các bạn gói kỹ dữ luôn á. Cái dây chuyền và đồ tóc hình quả bơ. Mình tưởng nó sẽ lọt cái đầu mình như ai nhìn nó không. Thôi đeo vậy đi. Và bạn ấy nói là chị nhớ dùng cây viết này để học đại học nha. Ok. Chị hãy trân trọng món này quà nhỏ này. Trời ơi bánh luôn. Yêu nha. Dễ thương quá. Là làm thiệt kiểu là nhìn quá là sến luôn á. Các bạn nhìn này nha. What the? Trời ơi ngầu quá. Kiểu là quá là chi tiết luôn á. Thank you em Trần Gia Nghi. Dễ thương quá à. Có giống mình không các bạn? Các bạn thấy giống mình không? Mình thấy hơi giống. Ừ, sến dữ nha. Quá ư là sến luôn. Và bạn đã vẽ nguyên cái hành trình của mình luôn. Mình hạnh phúc quá. Mình rất là yêu Gravity Falls luôn. Nhìn đây là phiên bản bơ chuối. Sến 3D luôn. Trời ơi bạn này gửi mình bài tập của bạn đó. Đây là chúng mình. Bạn ấy vẽ cái con bò ở đằng sau cái lưng áo mình nè. Mình sẽ giữ nó vào phòng mình mãi mãi. Nếu bị thương hãy dùng cái này nhé. Ai cho mình cả đống này. Bạn phải cho một tờ 2000. 18 tuổi Stanford. Quá bơ quá chú. Dễ thương không? Cái này và cái này. Cái này cũng đúng. Như bạn ấy tự làm ấy, dễ thương. Mình ước gì mình có nghề làm mấy cái này. Mình sẽ đeo cái này vào ba lô. Blackpink. Ủa chuối kìa. Oh my god. Happy birthday Jenny. Con này là con gì? Xúc xích hả? Có nghĩa mình thì không các bạn. Hơi ngố rồi nha. Nhưng bạn này gói kỹ một cách quá là bất thường luôn á. Chúc mừng sinh nhật chị Jenny. Chê chuối. Tên xinh. Hàng dễ vỡ xinh nhẹ tay. Chị có ngầu không? Cái này nhìn dễ thương quá. Nhìn nè. Vậy ông Jenny xinh không? Màu hường quá là xinh. Nguyên cái khung hình Jenny luôn. Và đó là các quà sinh nhật các bạn đã gửi cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình cảm giác kiểu là quá là đặc biệt và mình yêu các bạn rất là nhiều và mình vẫn yêu các bạn. Mình mong là mình có thể đọc tất cả các tin nhắn của các bạn. Nhưng cái mắt mình không có làm gì nổi. Và bây giờ mình đang ngồi trong nguyên cái bãi thiệp này. Quá là hạnh phúc và quá là tình cảm nhưng bây giờ dọn hơi bị mệt á. Bây giờ mình tính đi đâu đó với một người. Các bạn chắc biết. Mình sẽ thay đồ thành một trang phục quá là quen thuộc với các bạn. 3, 2, 1. Các bạn biết 3 năm rồi mình chưa có mặc bộ này cùng với nhau á. Tình hình thì cái quần này đã rất là siết. Là vì cái quần này thật ra mình đã mua vào lúc mình 12 tuổi và bây giờ mình 18 tuổi rồi. Nhưng mình đang cosplay Jenny Huỳnh vào ngày sinh nhật của Jenny Huỳnh. Đó là cái đó. Bây giờ mình sẽ đi làm cái này quá là sến với một người quá là sến. Và mình đang mua cho em ấy cái ba lô giống mình nữa. Ok, đó là cái đó. Bye bye. Ok, bây giờ đi đến làm chỗ đồ sến thôi. Hello, thì bạn đặc biệt hôm nay là... Đó ngao. Nhớ không? Chắc quá là nhớ luôn. Em quá là nhớ chị. Anh này là fan nè.
Đâu? Anh nói là hồi tối chị Jenny nhắn anh mất ngủ á. Dạ, anh muốn say hello. Năm trước vào ngày sinh nhật của mình đi làm gốm, nhưng năm nay mình sẽ đi làm gương. Kiểu là mấy cái gương có mấy cái hình xến như vậy nè, đỡ mất công hơn làm gốm. Khá đơn giản, chỉ cần nặng đất sét và gắn nó lên thôi. Mình đang nặng cái gì thế? Nặng mấy này kiểu nên tuổi thơ sao? Tình hình chúng mình ổn không em? Em hơi bất ổn. Nhìn giống như là lít pele. Sao bây giờ chúng mình đã ra ý tưởng là nặng nhau? Sẽ nhìn hơn một người. Ai sẽ kể? Nhìn giống như là. Về tình hình thì đây là Minh. Giống không? Dễ hơn vậy? Nhìn giống Avatar không? Ủa sao cái tóc chị làm sao? Jenny này bị hỏi. Sao chứ mình đã tiếp tục nặng? Em làm tốt không? Em thấy hồi bất. Và mình đã nặng một em chuối. Và lấy màu xanh này chắc các bạn nghĩ mình sẽ nặng vậy phải không? Em có thể nói đúng cho chị không? Không coi gì mà có khủng. Kê em, ủa bị sao rồi? Sao rồi chứ mình đã vừa nặng vừa trò chuyện về cuộc sống? Ồ và em đã nặng mình rồi kìa. Jenny phiên bản bé. Nhìn giống không? Không biết rồi nha. Sao mình đã nặng thêm mấy cái nhảm nhảm? Hơi chán rồi, mỏi tay nữa. Nhưng mình đã nặng thêm Bảo Ngọc nhí. Ồ. Và sơn cái nước bóng lên cho nó bóng bóng. Em thấy sao? Ổn em không? Thấy, em thấy hơi mỏi cổ. Mỏi cổ thì cũng không nằm sao? Mọi người đây để biết chúng mình. Yeah. Nhưng tình hình chúng mình đã bỏ cuộc với cái trò hồi nãy nên chúng mình đã di chuyển qua cái trò làm thiệp nè. Nhưng bây giờ chúng mình đang làm thiệp cho nhau. Chị có ok không? Ok, lưng ra thành như vậy. Ơi, cái của em mất ổn thiệt. Mình thấy dễ thương mà. Các bạn thấy cái nào sến hơn? Chúng mình đã không làm xong. Nên bây giờ phải dẹp hàng và mang về. Nói chuyện tiết vụ làm gương hơi bị phê. Ờ, và các bạn đây đã xin chữ ký của mình và Bảo Ngọc. Bye bye. Bye. Gặp, tối nay gặp em lại nha. Tối nay chúng mình sẽ quay lại sớm không? Quay lại sớm, em sợ mặt lắm. Bây giờ đang mưa nữa. Bye bye. Và bây giờ mình đã nhảy lên xe để quay về khách sạn. Và chờ các bạn biết trời mưa trong sinh nhật mình có phải là xui không các bạn? Hay là vì đó là mình đang ở Sài Gòn nhưng là chẳng mưa. Và bây giờ mình đi ăn buffet tại khách sạn này mà đã mời sinh nhật mình. Mình cảm giác cái nguồn nó chật thì không biết ăn sao nữa. Nhưng mình cảm giác đặc biệt mà. Được bao luôn. Và ở cái nơi sến này thì có các món quá là sến. Như là cái món này gọi là Ratatouille. Và nó kiểu như là nó giống hệt như là cái phim mình coi luôn á các bạn. Nhìn giống như là hai chị em sinh đôi. Nhưng hình như món mình ăn là người làm với con chuột làm thì phải. Và sau đó thì mình lấy thịt cừu. Như đây quá nhiều món nhưng tình hình thì mình có như vậy. Ăn thôi và thịt nó cũng ok. Và món Ratatouille thì còn giống phim hay không mình cũng chẳng biết, là vì mình cũng đâu có thưởng thức được cái dòng phim. Và tiếp theo thì là cái món con tôm này. Quá là tôm. Và lúc mình vừa ăn thì mình vừa ngắm đường ở ngoài. Trời ơi, ấm u rồi nha. Và nhìn xuống mình nhận ra là đây là chỗ mình làm cái sự kiện slime hồi vài năm trước của mình kìa. Và tiếp theo thì là món ốc. Cái loại này nhìn hơi ngố rồi nha. Và ăn càng cu nữa và ồ có đồ nghèo rồi kìa. Rồi mình bẻ nó ra và ốm. Cái này làm như vậy nè. Mình đã thử lại cái mẹo này và nó hơi bị fail. Không làm được cái gì nữa. Nên mình phải tự đẩy nó ra và ngon. Xin nhận ăn ốc cho nó bộ ốc thôi các bạn. Không biết là như vậy. Và món này nữa và cuối cùng thì là drink me. Thì mình đã thử mọi thứ một chút và nó cũng ổn ổn. Wow, và trời đất ơi, một cái bất ngờ này quá là bất ngờ đã xảy ra. Thank you. Các cô nhân viên đã làm mình bất ngờ với bánh sinh nhật. Thổi không? Thổi luôn, tối thổi cái nữa. Ôi, quá là cảm động. Nhìn lúc mình quay lại phòng mình thì trời đất ơi. Hello các bạn, thì mình đã mới về phòng. Và tự nhiên mình đã thấy một cái này nữa. Và mình thấy mặt mình. Và ở đây sao? Cái đó, và cái bánh này. Không biết mình ăn sao hết hai cái bánh. Nhưng ok. Lại cái bánh nữa, sao ăn nổi đây. Hello các bạn, thì đó là một buổi sáng quá là vui và mình làm hơi bị nhiều thứ. Nhưng bây giờ mình nhất định phải thay ra khỏi cái bộ này. Là vì mình đang quá là khó chịu. Cái đít, cái đít mình đang quá là đông. Nên đó là cái đó. Bye bye. Và tiếp theo là tiết mục make up. Trong một giây phút nữa cái nóng thứ này sẽ được in lên mặt của mình. Và mình thấy lần này nó sao không có đậm như là lần đi prom đâu các bạn. Hôm bữa các bạn hơi sợ. Như đây là hình cảm hứng của mình, chỉ là nó Hàn Quốc. Nó Hàn Quốc. Và uống tóc nữa cho nên cái tóc nó sến sến hơn chứ nó thẳng băng nó cũng hơi chán. Và phải xịt keo lại là vì cái tóc mình không xịt keo á là cái tóc mình nó thẳng băng lại trong một tiếng. Nhìn sến quá các bạn. Nhìn hay quá. Cái mặt mình được gắn mấy cái lốc lát áp ánh lên. Cái mắt mình có nhìn nổi hơn không? Mình chỉ là mình đang tự lo ngắm mình và ngắm các bạn quá nên. Phải nhìn xuống. Okay. Ok, mình phải nhìn xuống mới không bị đuôi mắt. Hút này quá là ghê luôn, làm kiểu nếu mình di chuyển thì cái lông mi của mình nó sẽ bye bye luôn các bạn. Thành Jenny không lông mi luôn. Nhưng các bạn thấy mình nhìn khác không? Ốc lại ít lần nữa à? Nhìn hai mắt khác nhau hả? Hình như mắt này to hơn mắt này. Ủa? Và bây giờ hình như quét gì đó lên cái lông mày của mình. Em không muốn để máy bay không? Mai ngủ. Mai ngủ là cái gì? Sao vẽ cái lông mày là để bổ sung thêm lông mày, là vì lông mày mình có khi nó hơi bị thiếu thốn. Hi, nhớ mới còn nhận. Và tiếp theo để gì đó lên môi mình để kiểu là làm như nó đỡ bị nứt. Môi bình thường của mình nó hơi nứt. Và phủi gì đó lên mũi của mình nữa. Tình hình có nhìn ổn không các bạn? Ok, tiết mục quét make up lên mặt mình đã xong rồi nên bây giờ mình sẽ biến hình thay đồ qua cái váy sến của mình. Và bước cuối cùng nhất thì là kiểu là quét mấy cái kim tuyến gì lên người của mình để cho nó bóng bóng. Lát nữa đi tắm mới là một vấn đề. Và đây là thành phẩm tóc của mình, nó quăng quăng và có cái thắt bính. Và trên đầu thì gắn gương nguyện 18 lên bằng mấy cái kẹp kẹp này luôn.
những hương vị nó nặng muốn chết luôn, để nó không có rớt ra. Và gắn cái giày birthday girl lên và như đó là cái đó. Chị giới thiệu bản thân. Chị hả? Dạ. Không biết giới thiệu như thế nào. Là em My. Dạ. Makeup. Chị em xinh đẹp ngày hôm nay. Và chị giờ đó thôi. Cảm ơn hai chị mà nhìn quá là xinh luôn, chứ đỡ nhìn sợ đâu phải không? Và ngay lúc đó thì con bạn mình đã đột nhập vào phòng mình và bây giờ mình đi thôi. Nhảy vào thang máy và mình nhìn lại mình và chờ các bạn mình nhìn giống như là một con người khác rồi. Mình không có nhìn giống Jenny Huỳnh, mình giống như là Jennifer Huỳnh đó các bạn. Jenny Huỳnh phiên bản xinh hơn gấp 10 lần. Và bây giờ chúng mình đang trên đường đi qua cái chỗ tổ chức sinh nhật, có con chó đi theo nữa kìa. Nhưng chúng mình đang ở phố đi bộ Yên Huệ và bây giờ sẽ di chuyển đến cái chỗ ăn. Mình mời các bạn 6 giờ nhưng bây giờ là 5:50 và mình vẫn chưa tới nơi. Được xem. Nhưng hôm nay mình mang guốc, mình không biết mình có ổn không nữa. Tỷ lệ té hơi bị cao nha. Tình hình cái mặt của mình nó đang ổn ở dày và nó con chó nó đi vào mà nó liếm cái mặt mình chắc mình sống luôn á. 1:30 của mình. Nhìn gì? Và mình ráng né và rốt cuộc thì mọi thứ ok. Ốp và sau 15 phút thì chúng mình đã tới nơi rồi. Và trời ơi, đằng trước gì có cái bảng to đùng Jenny Huỳnh 18 tuổi. Xong rồi mình đã nhảy ra khỏi xe và bây giờ vào thôi nào. Trời ơi, kiểu vào nhìn sến thiệt luôn, toàn là màu hồng không à. Thì màu hồng là màu thích nhất mà. Nhưng sách thì cứ lên thôi. Và lên là một vấn đề này vì mình không có quen mang cái guốc này lắm nên kiểu mình đang rác không có té dập mặt. Mình chưa té dập mặt. Và lúc mình mới bước chân vào quá là hoảng hồn luôn, bởi vì kiểu là nó sến hơn là cái đầu mình tưởng tượng. Đây là hình và đây là thực tế và mình thấy nó nhìn kiểu là nổi hơn ở ngoài đời. Và mình đã thử cái máy photo booth và đây là thành phẩm. Ủa các bạn thấy cái khung hình này mình tự thiết kế cái nền sến không? Có font chữ cho mỗi video của mình và cái hình quá là quen thuộc phải không? Và trong khu vực chụp hình quá là hồng này thì có các hình em bé của mình. Và tất nhiên có bơ chuối. Úp và đây là bật mấy cái bánh sinh nhật của mình. Bánh sinh nhật này mình kiểu là mình tự vẽ. Thôi lát nữa mình sẽ giải thích thêm về cái bánh làm gì trên đó, có một cái bất ngờ quá là bất ngờ. Ồ và có một bánh nữa, nhưng bánh này hơi bất thường là vì đây là một cái bánh làm bằng sushi. Bánh này thì là vị không phải vani đâu, nhưng mà có hồi có người với bơ. Có vẻ thú vị hơn cái bánh kem không? Và bây giờ mới biết là có viết tên mình lên nữa. Và hơi bị nhìn mấy cái bơm bóng này, mong là nó không có nổ là vì mình hơi bị sợ cái tiếng bơm bóng nó nổ. Và lúc đầu thì mình tính xếp là bạn này nó ngồi đâu và kiểu là có cực trật tự hơn, nhưng rốt cuộc thì mình đã bỏ cuộc. Ngồi đâu chẳng được, vì đây là một nơi tiệc độc lập và tự do mà. Úp và khách đã tới rồi. Và khách tiếp theo tới, các bạn nhìn có quen thuộc không? Mình đã biết hai bạn chỉ gần 2 năm rồi nhưng bây giờ cái chịu gặp và kiểu mình đã nhắn tin với hai bạn ấy trên Instagram. Nhưng cuối cùng cũng được gặp ngoài đời. Và outfit em bảo an quá là cute luôn, giống hệt như là Jenny. Mặc đồ Jenny Kim đi sinh nhật của Jenny Huỳnh. Ngầu. Xong rồi các bạn học của mình đã đến. Các bạn học với mình từ cấp 2 đến lớp 9. Gặp lại nhau chụp hình cảm giác quá là vui luôn, kiểu là nhớ cái thời học cấp 2 các bạn. Và sau khi chụp xong thì in ra liền luôn, giống một cái photo thiệt mà nó có 3 cái ô hình luôn á. Hình trái tim kia. Và đây là bạn học bên Mỹ với mình. Bạn ấy đã giúp mình trải qua thời học toán quá là ghê. Úp, và đây là các bạn học cấp 1 của mình luôn. Và đây là có một bạn mà học với mình hồi lúc mình 3 tuổi, trời đất ơi. Xong rồi chị Mê Chan đi, năm trước mình gặp nhưng năm trước chị ấy bệnh nên mình không gặp được. Hello. Trời ơi, còn quay vlog nữa à. Mình đang quay một người đó quay vlog trong vlog của mình. Và tiếp theo thì là bạn này nhìn cũng khá là quen thuộc phải không? Bạn này thì cũng là fan của mình từ năm 2021 nhưng bây giờ mình mới gặp ngoài đời là vì mới đây mình cũng làm bạn với bạn ấy ở trên mạng. Và nói chuyện rất là thân thiện nên bạn ấy đã book vé đi Sài Gòn lần đầu tiên cuộc đời đi sinh nhật của mình luôn. Trời đất ơi. Đây cũng là bạn học bên Mỹ của mình luôn và bạn ấy tặng mình một cái bó hoa gì mà to đùng khủng chán. Phải gọi là quá là nặng nhưng nó đẹp thiệt đó, nó đẹp quá là đẹp. Chụp hình quá là xến. Chị mình không ngờ là có mấy cái bảng này nữa trời. Và tiếp theo thì là một chị quá là quen thuộc phải không? Chị ấy đang đổi cái nón của mình để ủng hộ nè. Nón bao gạo. Một năm mới gặp lại. Và hai chị này các bạn nhìn quá là quen thuộc không? Hai chị này hồi đó là hồi thời slime với các bạn, hồi thời 2018 và hồi mình còn quá là bé. Mình đã gặp hai chị hồi lúc mình mới 12 tuổi, bây giờ mình 18 tuổi rồi nên kiểu mình quá là già luôn á. Mình có giấu hồi trước không các bạn? Và có bạn Thiên Thư nữ năm trước mình gặp nhưng bây giờ mình mới gặp lại. Và hình in ra quá là cute. Nãy giờ mình đang ráng không có té trong lúc mang cái giày cao gót của mình. Và trời đất ơi, quà bây giờ đang hơi bị quá là dữ luôn rồi. Nó đang bắt đầu tràn ra khỏi cái bàn. Lát nữa mình sẽ có tiết mục mở quà. Và chị Thảo Tâm đã đến. Cũng một năm rồi mới gặp lại. Và sinh nhật của chị ấy là một ngày trước mình luôn. Nên kiểu hai người cũng gần sinh nhật nhau. Và hình như tất cả mọi người đã tới đầy đủ rồi nên mình đã nhảy lên sân khấu để ráng nói gì đó nhưng và đây là tiết mục phát biểu chào tất cả mọi người nhưng kiểu là mình đã quá là ngại là mình không biết làm sao mà mọi người có thể thấy nhìn mình được, mình biết là mình phải Ủa bé Jay đã phát biểu kìa.
sức để gặp mọi người ở đây và đây chỉ có cái vai phát biểu của mình nó hơi bị lẫn lộn tiếng Việt tiếng Anh là mình không biết được nói tiếng gì nữa, là vì ở đây có bạn từ hai tiếng luôn. Và sau đó là tiết mục ăn, hôm nay mình đãi món mình yêu thích nhất luôn, đấy là sushi và đồ Nhật. Mình cho lên mấy cái tàu này luôn nên nó nhìn sến sến á. Lần này mình đã chọn ra quá là nhiều lựa chọn, mình mong là mọi người thích các món mình đã chọn, nhưng mình thích nên mình mong là mọi người thích. Tất nhiên cái sushi bơ. Và trong lúc mọi người đang ăn thì mình đã tới trò chuyện với mọi người. Mình đang nghe câu á là kiểu là chủ tiệc không bao giờ ngồi xuống, và mình cảm giác là điều này khá là đúng, là vì trong nguyên buổi tiệc coi như là mình không có ngồi xuống. Và mình thấy mọi người ăn nhìn ngon quá nên bây giờ mình ngồi xuống ăn thôi. Nãy giờ nói chuyện nhiều quá nên chưa có ăn luôn. Và mình đã ngồi trò chuyện với các bạn học của mình. Thì các bạn học của mình đang rồn rào là bạn Christine giống hệt như là bạn Gia Kim nhưng phiên bản con gái. Nên mình đã thuyết phục hai bạn ấy chụp hình cùng với nhau và đây là thành phẩm. Chắc bạn ấy đang không hiểu chuyện này xảy ra luôn. Như các bạn thấy có nhìn giống nhau không? Và sau đó chúng mình đã nghĩ ra cái tiết mục chụp hình này kiểu là nó quá là phụ nữ luôn. Đây là kiểu chụp hình kiểu con gái mạnh mẽ. Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng các bạn thấy ý kiến này có ổn không? Gì quá là cơ bắp luôn. Hình này quá là ổn. Trời ơi, tạo dáng kiểu gì vậy? Nhìn giống như là mình đang muốn ăn ai đó. Và sau khi chụp với con gái sau này các bạn con trai đã nhảy vào. Trời ơi, anh Brian cái tiệm này luôn, có cao 1m9 luôn không? Hả? Xong rồi chụp hình với hội các chị bán slime. Đây là kiểu là mình gọi là cái tạo dáng kiểu slime nè các bạn. Chứ là trộn slime, nhồi slime. 5 năm rồi hai chị em nhìn khác không các bạn? Tạo dáng vẫn giống nhau, nhưng mình hồi đó ngốt quá. Và bức hình cuối cùng thì mình đố các bạn trong đây có bao nhiêu người, là vì ở đây có hơi bị quá là nhiều người, chắc sập sân khấu luôn. Sắp phải tiết mục thổi nến rồi, kiểu là cái bánh nó quá là nặng, mình không có ngờ nặng vậy luôn á. Mình làm rớt nó là xong luôn, mình cần cắm cái nến vào nhưng... Ở đâu hả? Để ngay chính giữa. Mình tính cắm 18 cây nến luôn nhưng hình như nó sẽ nhìn không ổn chút nào nên thôi một cây được rồi. Nên cắm mình không, nhưng thôi cắm ở đây đi. Mình đố các bạn trên bánh kem ghi cái gì đấy. Trên đó ghi cái chữ em chưa 18. Vì lúc cái bánh này được làm thì mình chưa 18. Nhưng lát nữa mình sẽ làm một cái điều này khá là bất ngờ với cái bánh này. Hề hề. Trời, cái con này nó cướp điện thoại mình để nó quay vlog luôn kìa. Hello các bạn, mình là Jenny đây. Hello. Nhìn độ nó nhìn quá là bơ luôn. Và mình nên lấy nó sến của mình cho mọi người đội cho nó nhìn sến nha. Mỗi bạn này không đội nón thôi. Và trời ơi, cái lúc mọi người đang sắp thổi nến thì em Bảo Ngọc đã quỳ xuống và kết hôn với Teresa. What? Boster gì đang xảy ra? Tình hình mình đã mạnh tay và cầm cái bánh, và cái bánh này nó nặng chết luôn. Nhưng bây giờ mọi người đang đốt cái đồ kiểu là phì phì lửa này. Và mình chỉ mong là nó không có đốt cháy đầu của mọi người thôi, là vì nó phun hơi bị dữ luôn á. Mình không phải là người bày ra trò này đâu nên mình không có biết là nó kiểu nó có an toàn không nữa, nhưng nó nhìn vui. Mình nhìn bất ổn nhưng mọi người cũng nhìn bất ổn luôn. Như chị Mê Chan nhìn có vẻ như là bất ổn nhất. Như em Bảo Ngọc nhìn tỉnh bơ luôn. Mình đang vừa cầm cái bánh quá là nặng này và xung quanh mình lửa phun tung lung la hết. Mình chỉ mong là cái tóc mình nó không có dày thôi. Chuyện có thiệt rồi nha. Hello em, và trời ơi, trời, gì mà nha. Ok mọi người đã tắt lửa nên đang xài cái nến của mình để kiểu là châm lửa. Ok, và nhanh lên chụp bài phát và... Thôi nó thôi. Và bây giờ mình phải bỏ cái bánh xuống đây. Bây giờ mình cầm nữa là mình nó lại cua đeo luôn á. Là mọi người khỏi cái bánh để ăn. Ok, đây là khúc mà mình mong chờ nhất tối nay. Đây là cái khúc mà mình làm cái trò này với cái bánh của mình. Các bạn biết mình sẽ làm gì không? Làm gì mà cầm con dao to đùng vào cái bịch màu đỏ thế? Và lúc mình làm cái điều quan trọng này thì có một bạn thân của mình nó quên bấm cái nút quay. Vì hên quá mọi người đều đang quay nên kiểu mọi người đã làm từ thiện cho mình cắt clip này. Rất sẵn sàng. Mình đã xin nhà hàng cái dao để cắt cá để mình làm cái này nè các bạn. Chị hiểu đây là em chưa 18. Mọi người sẵn sàng chưa? Yeah. Em đã 18. Thì mình đã xài cái màu đỏ để mình phịch ra cái chưa, là vì mình đã 18 rồi nên chỉ mình gạch ra thì mình đã 18 rồi, các bạn hiểu không? Và nó thành Jenny 18 là vì Jenny đã 18 rồi. What? Thế nhưng mà chị quay được toàn bộ cảnh trước khi diễn và lúc diễn. Cảm ơn chị Vương và bạn Kim là vì bạn mình quên bấm nút quay. Mình chưa hát sao sớm quá chị ơi, sớm quá chị. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mình cảm giác hơi ngại khi mọi người hát happy birthday cho mình, như tự nhiên vừa hát mà vừa quơ con dao vậy con này.
Và mọi người kêu là mình nên phịch thêm cái màu đỏ lên cái dao xong rồi để chụp hình cho nó nhìn hoành tráng hơn á. Nhìn giống như là mình mới giết cái bánh này. Và chờ chụp tấm nữa à. Ok ổn rồi. Gì mà bạo lực dữ vậy? Happy birthday bé Jenny. Mình nấu bạn nguyên cái bánh này các bạn như quả bờ chuối. Sau mình đã bị kéo vào quay cái TikTok này, nhưng mình chỉ mình không có hiểu cái nhảy này lắm nên mình chỉ là đang bắt trước mọi người trong lúc mình đang quay. Hình như lần này làm chưa ổn nên làm lần nữa và làm lần nữa và nó ok. Oh hello chị. Ở sau quay cái TikTok này mọi người núp ở dưới xong rồi mới nhảy lên xong rồi làm cái này mình cũng không hiểu lắm nhưng mình làm đạt. Có ổn không? Sau mình đã quay cái video mà kiểu là đưa điện thoại cho mọi người để nói happy birthday. What? Đưa luôn hả? Happy birthday Jenny. Chúc mừng sinh nhật em gái yêu. Happy birthday Jenny. Chúc mừng sinh nhật vàng. Happy birthday Jenny. Happy birthday Jenny. Jenny sinh nhật vui vẻ nha. 18 vui vẻ. Ok 18 vui vẻ, nhanh gọn lẹ. Hello, thì đây là các chị mình đã biết nhau rất là lâu rồi. Lần trước em gặp mọi người là em mới 12 tuổi luôn. Dạ. Mình sẽ bị slam lần đầu tiên. Hôm nay là mình đã lớn rồi. Với chồng một chút. Dạ, không sao hết. Và cái bánh hồi nãy đã cắt ra để mời mọi người rồi. Được chưa? Yes. Bạn lại vẽ gì mà chắc thử bắt sinh nhật của mình coi nó coi. Đúng không? Cùng bánh nó nằm trước vậy đó. Thì nó... Nó cũng ngon. Duyệt. Việc rồi, nó mới bao vệ. Trời đất ơi, dậy mà có lụt đầu được à? Cao là cái tội. Không ổn. Và bây giờ cũng muộn rồi nên cũng đến giờ các bạn về. Bye bye các bạn. Nhưng vẫn còn vài bạn còn lại. Chắc ở đây đến sáng với mình luôn ha. Và lúc cuối tiệc chú của bạn mình đến tới đó mà ấy thì chú ấy cũng là fan luôn. Wow. Và chú ấy đã gọi luôn đám cháu của chú ấy từ bên Mỹ. Selena. Em ấy ngại quá nên em đã trốn luôn rồi. Selena. Ủa đâu mất rồi. You are not gonna chat like this again. You say hi now. Úp và em ấy đã đúp luôn rồi. Và trời ơi, trong lúc đó thì hai bà này đang làm gì đằng sau vậy? Ủa mà chú ấy có một cháu nữa nên chú ấy đã nhờ mình quay một cái video chào em ấy. Nên mình đã quay. I love the way you vlog. Hello, my cake. Bye. Ai cho cái này vậy? Say go. Nhân viên nhà hàng đã làm cái rổ bơ chuối sến này cho mình. Dễ thương quá. Dễ thương quá à. Oh my god. Con mảng này vẻ quá à. Mình sẽ ăn hết bơ chuối trong đây. Ào 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 ào. Chứ mà rổ dày. Chắc muốn cởi giày ra lắm á. Đau chân muốn chết luôn. Hello các bạn. Thì đây là tiết mục. Okay. Có ổn không mọi người? Okay. Hello các bạn, thì đây là tiết mục mở quà sến. Đầu tiên thì là cái này. Có nên ngồi xuống không? Mình đang hỏi cái nên ngồi xuống không trong lúc mình đang ngồi xuống trời ơi. Cởi giày ra luôn. Mở quà không? Mọi người muốn vào không? Úp, mình hết cô đơn rồi. Đi chân đất không? Chân đất không đi. Mình đã chính thức bỏ cuộc đôi guốc. Hello các bạn, thì chúng mình sẽ mở quà. Cái đầu tiên thì là cái gì đó? Hey, mọi người đi chân đất với mình. Hội nhóm chân đất. Oh my god. Bơ. Bơ. Lý giải tại sao em tặng cái này không? Tại sao? Bởi vì hồi trước Jenny cho em một cái kẹo chuối. Dạ. Nhớ là Jenny rất là thích ăn bơ với chuối và coi vlog nào cũng có bơ với chuối cho nên dạ. Tặng bơ với chuối để Jenny dưỡng sức. Thằng này mình vô hả anh bóc quà kép. Chị không có màu này luôn á em. Chứ là em còn để giá. Thiệt chứ. Không sao, em quà em vô giá. Vô giá. Để em lột chứ. Đẹp quá chị. Trời lỡ gọi là chị luôn. Nhưng em nói tặng như mình son Dior nữa. Get go. Và quà này là của em ngồi đằng sau nè các bạn. Và ở trong đây có một cái áo gì đó quá là xinh. Chào em. Các bạn thông cảm trẻ mình em hơi bị lag. Để mình hát lại. Chào anh, em là con gái miền Tây. Tự nhiên một ngày đó, tự nhiên Ngọc lại xin số đo 3 vòng á. Vâng. Số đo 3 vòng. Chào cân nặng của chị Jenny. Ngọc có thông tin đó. Dễ thương quá à. Em cũng có hội trang chưa? Chị có nên mặc cô gái miền Tây đi Hà Nội không? Có. Blackpink luôn á. Blackpink. Cái này Blackpink luôn nè. Thành viên thứ 5 của Blackpink. Các bạn có muốn chị Jenny đi Cần Thơ thì các bạn hãy comment phía bên dưới nha. Nên đi. Chị Jenny sẽ phải bơi dưới sông bắt cá với sình. Chị Jenny sợ cá. Dễ thương quá à. Đọc lẹ quá vậy. Đọc lẹ, đọc lẹ. Em bị chị nó mở thanh. Ok, get go. Đây là món quà của Teresa. Chúng mình đã đổi cameraman, bây giờ Thiên Thư đã trở thành cameraman. Cái gì á? Đúng. Khoan nha. Babe. Yeah. What babe? Happy birthday. Will you marry me? No. Ủa nhưng nó quỳ xuống đây nhưng nó hỏi mình chứ. Ủa nhưng từ chối vẫn cho nhấn. Ủa và bảo còn có một cái luôn. Ở một con mặt trăng và một con mặt trời. Ok, tiếp theo. Ok. Về Việt Nam cái ai cũng tặng cho đi đồ Việt Nam hết. Tặng cái túi này quá là Việt Nam luôn. Cái nến. Ủa cái này là cái gì? Lì xì á. Bất ngờ. Tiếp theo. Cái này là cái gì? Gucci. Bạo lực. Và trong túi này thì chị Hồng trong mắt biết. Một cái son. Tiếp theo.
Nước hoa phải không? Tình hình thì có hai chai nước hoa rồi. Nước hoa nữa hả? Miss Dior. Này của chị Bảo An nè. Chị An ơi, chị cột gì? Cột gì chắc vậy chị? Cái váy quá là xến. Đi đâu đó. Oh, dây chuyền dễ thương quá. Someone else give you Pandora. Dễ thương vậy. Quả chuối. So cute. Đây là cái gì? Còn giữ tóc. Nên cái này qua bên Mỹ không xài được. Do là vì điện nó khác á. Cái này xài bên Mỹ là nó nổ luôn á. Đây là cái gì? Dress code. Cái này là chị Kiki Walker Slime. Cái váy. Cái váy quá là váy. Sunny. Cái này nữa hả? Dior Lip. Dễ thương quá. Tiếp theo. Cái đồ làm mấy cái hình dáng. Cái bao bút. Oh my god. Tiếp theo. Sao cái này sến dữ vậy? Cái khăn tắm hả? Hà chai. Khi chan. Lá này về nhà chị sẽ đọc. Thank you. Và cái này. Dễ thương quá à. Ui, cái này là 100 đô. Đâu hồi nãy bỏ vô lại. Có cái quyển tập. Tiếp theo. Cái này. Cái này chị Khánh Vi tặng nè. Chị hôm nay em đi được. Và trong hộp này thì có chị Khánh Vi tặng đến, có tên Jenny Huỳnh. So cute. Thơm mùi hoa. Thank you chị. Con gà chuối. Chuối gà. Xí muội. Quá là xí muội. Tiếp theo là cái hộp quá là sến nè. Chị Âu. Và trong đây quá nhiều thứ sến. Cảm xúc của chị như thế nào sau đêm chung kết ngày hôm nay? Ủa sao em là interviewer hả? Dạ. Ok. Đêm chung kết ngày hôm nay chị cảm giác quá là già. Úp và con này nãy giờ đằng sau lưng của mình. Tiếp theo là cái hộp to đùng nè. Chị nhớ đúng một câu của em, đây là đồ thấy ghét. Đồ. Đồ đáng ghét chứ. Yeah. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Đúng rồi, đúng nhau. Cái đồ đáng ghét. Mẹ em nói nhìn em kiểu dữ quá. Bà nội nói nhìn dữ quá không thích. Nhưng mà chị Jenny Huỳnh thích. Chị Jenny Huỳnh thấy dễ thương. Chị ước gì có thể gọi mọi người đồ đáng ghét được. Chị cứ gọi đi. Em có bản quyền rồi. Thì cả. Ủa em quay có mệt không? Em có ổn không? Hình như em ổn. Ổn gì? Hey. Ok, cameraman quay lại. Ai dễ thương vậy? Con ngựa thân không biết xét về Mỹ cách nào nữa nha. Chị có muốn ăn chuối à? Ăn chuối hồi sức hả? Đúng rồi, nãy giờ là mở mệt rồi đúng không? Chuối hồi sức chấm hỏi. Thôi khỏi đi. Hình như trái này chưa chín nè, em gọi là mấy trái này chưa chín nè. Hôm sau, năm hôm sau nó chín thôi. Và cái bao quà vàng khè này thì có gối ôm quả bơ. Thank you. Thank you. Quả chuối mới là cái mic. Và cái bao màu đen này thì cái này chị cà chua tặng. Cây son. Có khắc tên mình lên nữa. Lần này là có nhiều son rồi. Ủa đèn đâu mất rồi. Và trong cái hộp màu trắng này thì là cái này là gì? Oh my god, tặng nguyên cái bánh sinh nhật luôn. Trời đất ơi. Chập. It looks like you. Ủa cái gì không thiệt không các bạn? Cái này về nhà ăn không? Đó, em biết kiểu gì cũng sẽ ăn mà. Trời ơi, giấy quá. Dính lên răng luôn rồi. Và mình đã ngồi đó hơn một phút mà không có biết là dính lên răng luôn. Trời ơi, bây giờ mới biết. Dưới hả? Dính sô-cô-la hả? Đúng rồi bà già. Chị nha, đẩy cạnh đây. Và tiếp theo là cái bó hoa bơ chuối này. Dễ thương quá. Và quà tiếp theo thì là cái này là gì ạ? À? Nhà này đóng cửa hay sao? Chúng mình có ổn không? Mọi người có ổn không? Ekip có ổn không? Em nghĩ chắc ổn mà. Bạn này có ổn không? Bạn đằng sau thì sao? Cái mặt nó đang từ từ đổ dầu. Đủ để chiên trứng không các bạn? Không sao đâu, mình lấy giấy thăm dầu chiên cá cũng được. Cũng được. Làm chuối chiên. Chuối chiên dầu mà. Ok. Không sao. Cái bộ Lego hoa này. It's so cute. Và cái gối chuối to đồ khủng chán nữa. Thank you. Và quả bơ. Lần thứ mấy không biết nữa. Hết rồi phải không? Còn một cái. Cái này nè. Và trong đây thì hình như có mấy cái đồ móc bằng tay. Nhìn quá là thủ công luôn. Ok. Hết rồi phải không? Dạ. Ok. Và đó là cái đó. Thôi buồn ngủ. Để bắt chút cho Jenny. Và đó là cái đó. Đó là cái đó. Bye bye. Là cosplay cho Jenny. Cho về. Cho về. Tôi nói gì không? Thì ekip. Ekip nói gì không? Chúc Jenny tuổi 18 luôn luôn trọn vẹn. Và quá là sến. Một tuổi 18 sến hơn nữa. Gì mà cảm động quá vậy? Không có như. Cho về. Chúc mừng Jenny vào Stanford. Giỏi quá. Giỏi quá. Và bây giờ tiết mục tiệc kết thúc rồi. Bây giờ chúng mình nhảy lên xe đi về thôi. Ủa hồ rồ kìa. Còn gì thế? Và bây giờ chúng mình sẽ quẩy Nguyễn Huệ với Nguyên cái outfit sớm này. Và mình đang mang theo bơ. Không biết nhờ. Và mình đang bị chảy mascara. Ghê quá. Và bây giờ chúng mình đi thôi. Không biết sẽ ổn nữa nhưng mà mong là ổn. Nghe mấy các bạn mình sợ bị dựng điện thoại quá nha, không sao hết không? Dựng điện thoại là khỏi cái video này các bạn xem nha. Là vì mình quay mọi thứ điện thoại này. Và mới bước ra cái được nhận ra. Chụp hình cái. Đừng. Chúng mình đã chạy qua đường. Làm rớt bịch bơ rồi. Ok, quẩy Nguyễn Huệ thôi. Trời, mình mặc cái này đi phố đi bộ Nguyễn Huệ giống như là mình đang mặc mấy cái đồ mà hóa trang xong rồi người ta mới trả tiền để chụp hình với mình á. Và sau chụp hình các bạn thì mình đã tặng mỗi bạn một em bơ. Mình nhìn hơi bị lố nên kiểu các bạn nhận ra mình cũng hơi nhanh. Hơi bị quá là nhiều bạn luôn. Mình không có ngờ là nhiều bạn nhận ra mình vậy luôn. Tại ơi. Chúc các bạn. Và ở đây có một em nhỏ hát quá là sung luôn. Ok, đi về ngủ thôi. Chúng mình đã bỏ cuộc. Sợ quá. Ở buổi tối có những người không ổn lắm.
Hết bơ rồi. Chắc tầm 20 quả bơ. Cho mình ăn. Cho cái bao không? Ủa? Ủa? Bye bye. Cho mình thúi quá các bạn. Hôm nay đi làm nhiều thứ quá nên nó thúi luôn. Mình sẽ tháo cái này ra. Không biết nữa. Nó sẽ kẹt luôn lên đầu mình đúng không? Úp, ok, cái gương miệng nó đã ra và giờ cái đầu mình nó nhẹ hơn nhiều luôn á. Ok, mất vài sợi tóc. Oh yeah. Hết sinh nhật rồi, phải không? Hết sinh nhật rồi. Mình đã chính thức 18 tuổi một ngày. Bây giờ đi tắm đây các bạn. Mọi người nhìn đi.